Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 23. Sáng ngày hôm sau, Luân cho bọn đàn em nghỉ tập võ, rồi hai bố con cùng với Duy và Định Phúc lên đường đi tới một ngôi chùa. Chùa đó ở tận xã bên cạnh với xã nhà ông Lợi. Mọi người cùng đi bộ cả gần một giờ thì mới tới được chùa. Đó là một ngôi chùa làng cổ kính, trông cũng đã cũ lâu đời rồi. Tường đã phủ rêu phong và các vĩ cột kèo đã có phần bị mục, nhưng không được tôn tạo gì nhiều. Cả bọn đứng ở cổng chùa cùng ngước lên nhìn. Tấm biển chùa to treo ở trên cổng tam quan ghi ba chữ: Chùa Tuệ Linh. Đứng ở bên ngoài cổng đã nghe thấy tiếng vọng ra rất nhiều của trẻ con, tiếng cười đùa huyên náo, chứ không phải tiếng gõ mõ kinh như bình thường. Chùa Tuệ Linh là do một cá nhân mở ra, đó là đại sư phụ Tuệ Nhân. Nhưng sau đó ngài rời chùa, đi lên núi sống một mình trong am để tiện cho việc tu luyện đạo Phật. Ngôi chùa truyền lại cho học trò của ngài là sư thầy Phúc Hải. Hiện tại thầy Tuệ Nhân đã không gặp gỡ hay giao tiếp với bất kỳ ai. Các việc vật dụng hay thực phẩm của ngài đều do đích thân thầy Phúc Hải mang lên núi cho. Do đó muốn được gặp thầy thì phải tới chùa nói trước với thầy Phúc Hải một tiếng mới được. Định Phúc tò mò: sư thầy hơn 90 tuổi rồi mà bỏ lên núi một mình sao? Sao không đưa về chùa mà chăm sóc hả? Cả chục năm nay đâu có ai gặp thầy Tuệ Nhân đâu, cũng chẳng biết tình trạng thầy ra sao. Nhưng mà nghe nói thầy vẫn khỏe lắm, còn tự cuốc đất trồng được rau trên núi nữa. Nói phét cả thôi. Luân chen vào: con nghi ngờ lão già trọc đó chết từ 8 đời quánh rồi. Nhưng mà nói giả như thế cho có vẻ thần bí, hoặc là vì một mục đích nào đó, để lấy tài trợ chẳng hạn. Ông Lợi gầm ghè thằng Luân: sư thầy là bạn cùng lứa với ông nội mày đó, mà mày gọi là trọc già hả? Cái thằng mất nết này, thế mà bảo từ nay còn sửa đổi. Thôi hư tật xấu nhiễm quá rồi, cả đời cũng không sửa được đâu con à. Luân quen miệng nên nói thế, nhận ra là lỡ lời nói hổng, vội ngó lơ đi chỗ khác, mặc kệ cho ông Lợi lầu bầu. Duy không quan tâm lắm tới việc đôi co của bố con họ. Cậu bị hướng bởi cái tiếng ồn ào cười nói vọng ra từ bên trong chùa hơn. Bèn bỏ mặc kệ những người khác mà bước qua cổng vào. Bên trong cậu thấy có khá nhiều trẻ con đang ngồi chơi ở ngay chỗ sân chùa. Bọn chúng đều mặc quần áo lam hoặc nâu đồ nhà chùa. Có đứa tóc dài còn để nguyên, có đứa thì đã húi đi, chỉ để lại chỏm, giống như chú tiểu xuất gia tập sự. Chúng cười nói huyên thuyên và chia nhau rất nhiều kẹo bánh. Thấy Duy cứ bước thẳng vào, những người khác cũng vội theo cậu vào trong chùa. Ông Lợi nói: chùa này trước giờ cũng nhận chăm cho cả bọn trẻ con nữa. Dù xuất gia hay không cũng đều được cưu mang, đó đều là nhờ ân đức giáo hóa của thầy Tuệ Tâm cả đó. Cũng là một dạng trại trẻ mồ côi giống như của ông già, nhưng là dưới hình thức mái chùa và dùng tiền của chúng sinh cúng dường mà chăm chút cho chúng đây mà. Duy vẫn thường biết các nhà chùa lắm khi cũng là những trại trẻ mồ côi, do bởi hảo tâm nhân đức của người trụ trì trong chùa mà được như vậy. Trong lòng bất giác cảm thấy tôn kính hơn với vị sư già mà cậu còn chưa một lần gặp mặt. Ông Lợi bước tới hỏi han gì đó một đứa nhóc, có lẽ là hỏi coi thầy Phúc Hải đang ở đâu, rồi dẫn cả mấy người vượt qua đám trẻ nhỏ đang chia quà bánh để đi vào trong chánh điện. Ông nói:
bọn nhóc bảo thầy Phúc Hải đang tiếp khách ở trong nhà. Hình như có đội từ thiện nào tới đây, cúng cho chùa rất nhiều tiền và mang quà bánh vô số kể cho bọn con nít. Đám trẻ nó đang chia nhau quà bánh đó. Cậu Duy gật đầu, rồi họ cùng đi vào. Ít ra là để chào hỏi trước đã, cho khi nào khách về được nói chuyện riêng sẽ thưa việc kính sau. Bên cửa vào phòng tiếp khách ngó vào, họ nhìn thấy có một vị sư tuổi cỡ chừng 40 đang ngồi ở bàn tiếp khách rót trà. Ngồi ở băng ghế đối diện với họ là vài người đang ngồi, ăn mặc đều hiện đại thời thượng, trông không giống như người dân trong làng. Có lẽ là từ thiện ở đâu tới đây thật. Trong gian phòng có khói trầm bay thoảng, tạo ra không khí tịch lưu thường thấy ở các chốn chùa chiền. Bốn người cùng đồng thời bước qua cửa gỗ vào bên trong. Định Phúc vẫn với một phong cách quen thuộc như mọi khi. Từ khi chưa bước vào cửa, cặp mắt huyền nhân sắc lạnh trứ danh đã đảo xoáy khắp nơi kể từ cổng tam quan trở vào. Xuyên qua sân vườn chùa, từng cây cột mục ruỗng hằng lên vết bụi mờ thời gian, cho tới những mái ngói treo phong cổ kính. Cặp mắt đó lặng thầm quan sát rất kỹ lưỡng bên trong chùa. Cặp mắt đó dừng ở nơi những đứa trẻ con, cảm nhận thấy ở chúng là một sự hồn nhiên vô tư. Đang chia sẻ các phần quà bánh, không có một chút sự sợ hãi, đề phòng hay mảy may bận tâm tò mò gì tới những người vắng mặt vừa tiến vào đi ngang qua mặt chúng. Chúng không láo liên đảo ngang đảo dọc như Trịnh Tú. Chúng không lúc nào cũng chỉ nhìn thẳng hoặc cúi đầu như cậu Duy. Điều đó thể hiện bọn trẻ này sống tốt, hạnh phúc và không có được bản năng giống như bọn trẻ đầu đường xó chợ ở trại Phượng Hoàng. Đây là một nơi có thể tin tưởng và không có gì mờ ám. Hẳn là những người duy trì tăng đoàn ở đây đều là những người có đạo đức cao và đáng để gặp gỡ. Khi rảo bước qua các căn phòng, dù chỉ là rất nhanh thôi, nhưng vị thầy Pháp vẫn thầm lặng ghi nhớ trong đầu hình cách bài trí của một gian điện bất kỳ ở nhà chùa nơi ông ta bước qua, cũng như hình hài của Bách Phật. Đây là một ngôi chùa thuần dung đạo của Bắc Tông giáo phái trong Phật giáo. Các tượng Phật ở đây được tạc theo lối xưa, mang phong cách của các vị huyền giả đại thừa, mang tính biểu tượng sâu sắc cao hơn là lối tả thực. Tuy Sukhothai là đạo của thần linh cổ thuật, tưởng chừng như không có liên quan gì, thế nhưng gốc gác sâu xa của cổ thuật lại cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Chỉ là một chi dòng khác đặc hữu hơn tính biểu tượng thuần túy trong đại thừa Phật Pháp mà thôi. Truyền rằng các quyết chú cổ thuật được Lum Sukhothai sử dụng trong việc chế tạo các hình nhân gỗ và thổi phù chú vào đó, vốn là các câu mật ngữ bí truyền của Du Già Đạo thuộc về mật tục gọi là Tantra, vốn là điểm đặc trưng của chân ngôn thừa Mantra Yana. Y Khan tu tập và thi hành các cổ thuật mộc nhân cũng dựa trên việc chuyên tâm tụng niệm các chân ngôn và hành quán tưởng sâu sắc tới đặc tính của các mộc nhân cổ thuật. Tuy nhiên điểm khác biệt của cổ thuật so với các mantra khác của Kim Cang thừa như Lăng Nghiêm chú hay Đại Bi chú là các chú thuật mộc nhân nó còn có sự kết hợp sâu sắc giữa mantra với sắc màu của Phật giáo sơ kỳ Thượng Tọa Bộ Theravada. Chính điều đó làm nên sự đặc hữu mà những đại sư hàng đầu của Phật giáo dù rất tinh thông Tantra cũng không thể nào luyện và sử dụng được một cổ thuật giống như những người có dòng máu thần linh đến từ Sukhothai. Những bí truyền đó đã phần nào tách khỏi nguồn thủy tổ của nó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada. Những bí truyền ấy được Y Khan mật truyền cho cậu Duy. Bản thân Định Phúc cũng chỉ biết loáng thoáng qua do tự tìm tội, chứ không thể nào nắm được chính yếu, bởi Y Khan không cho phép ông được rèn luyện các bí thuật đó. Ông chỉ được sử dụng tới mộc nhân khi có sự cho phép của thần linh. Do đó mà các mộc nhân cũng không tôn trọng ông nhiều
như cách chúng tôn trọng Cát Phượng hay cậu Duy. Tìm hiểu được về Bắc Tông Đại Thừa cũng là một cách hay giúp ông có thể hiểu rõ dòng máu đang chảy trong người mình. Nhưng không có bậc ân sư chỉ dẫn, điều đó đối với ông thật xa vời. Mỗi khi đi qua những nơi chùa chiền, chẳng tránh khỏi trong lòng ông lại nổi lên sự suy tư là vì lẽ đó. Cả sư trụ trì và những người khách đều nhận ra có người vào, đồng loạt cùng quay nhìn hướng ra cửa. Ngoài sư trụ trì có ba người khác, hai nữ một nam, trông đều còn trẻ cả. Họ có kiểu ăn mặc thời thượng và hiện đại, trông khác hẳn so với người dân quê ở đây. Duy lập tức nhận ra ngay một trong hai cô gái là người ngồi bên cạnh anh trong chuyến xe đi tới làng. Hai người còn lại là nhóm bạn đồng hành của cô ta. Thằng Luân cũng lập tức nhận ra ngay, do hôm đó nó cùng đám đàn em đi tới đón Duy cũng đã gặp qua những người này. Đại ca, đám người kia... Duy giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Luân im lặng. Trong lòng anh đột nhiên dấy lên một cảm giác liên kết rất lạ. Anh nhớ ra cô gái này, cô ta có một cuốn địa đồ về Ly Sơn. Như ông Lợi đã nói qua thì rõ là không tồn tại thứ như thế. Chỉ riêng có lão sư cụ Tuệ Nhân là người còn sống duy nhất có một ít manh mối về việc trên Ly Sơn có gì, do lão ta cũng từng lên tới Ly Sơn rồi. Ngoài ra từ khi ông Lý chết cũng không có ai đi sâu vào trong đó hương khói được. Cô gái này là ai mà lại có được địa đồ như vậy, trong khi cô ta không phải là dân bản xứ? Dù như thế nào cũng phải tìm hiểu xem ra sao, không tình cờ ngẫu nhiên mà lại gặp cô ta lần thứ hai ở ngay đây. Cô gái có vẻ cũng nhận ra Duy tức thì. Không biết cô ả nghĩ gì, chỉ thấy trên khuôn mặt của cô ta nở ra một nụ cười khả ái đầy lịch thiệp, và đường nét khuôn mặt thì biểu lộ sự tò mò xen lẫn sự phấn khích hướng về phía những người mới tới. Ông Lợi bước vào đầu tiên, chào hỏi nhà sư rồi nói: Bạch thầy, lâu ngày chúng con tới thăm hỏi thầy, cũng xin mạn phép có vài điều nhờ thầy chỉ bảo. Thấy thầy đang có khách như vậy, chúng con xin phép thầy chúng con ngồi bên ngoài chờ. Khi nào xong việc của các vị đây thì chúng con vào hầu chuyện thầy ạ. Sư Phúc Hải gật đầu, mọi người lại toan quay trở ra thì tiến sĩ Châu kia lên tiếng: Chúng tôi cũng chỉ là khách từ nơi xa tới thăm quý chùa, chứ không có việc gì. Nếu có việc gấp, xin các vị cứ thưa chuyện với nhà chùa, chúng tôi xin phép cáo lui. Duy nói: Chúng tôi cũng chỉ tới thăm quý thầy, không có việc gì hệ trọng cả. Các vị cứ ngồi nán lại, chúng ta cùng trò chuyện, thêm người quen biết thì cũng càng hay, có phải không? Châu hình như chỉ chờ câu này của Duy, rất là hợp ý. Cô ta nói ngay: Nếu thế thì mời ngồi lại, cũng là có duyên lắm đó. Nhà sư thấy thế nào? Sư Phúc Hải chỉ mỉm cười gật đầu rồi hoan hỷ mời cả hai hội khách cùng ngồi lại, đoạn sai một chú tiểu đi pha thêm trà cho khách mới. Mọi người đều rất lấy làm ngạc nhiên. Định Phúc và ông Lợi cùng nhìn Duy khó hiểu, không biết Duy có ý gì. Việc họ định tới đây hỏi nhà sư có thể tùy tiện nói trước mặt người ngoài được hay sao? Định Phúc cảm thấy Duy bình thản như không có gì, lại còn khẽ cười mỉm, trong lòng lấy làm lạ. Ông ta bèn đảo mắt quan sát lại rất kỹ ba cái người kia, hoàn toàn không cảm nhận được sự liên hệ nào giữa họ với chàng lãng tử này cả. Ông cũng chưa hiểu ra làm sao, nhưng cứ để Duy tùy quyết, ông sẽ quan sát thêm. Cha con ông Lợi cũng không dám nói gì trái ý Duy, thế là cùng bước tới ngồi. Bây giờ mọi người cùng ngồi lại nói chuyện rồi giới thiệu về nhau thì mới biết thêm về nhau. Chuyện là hai người đàn ông kỳ lạ đều đeo bao tay ở đây. Họ là các chuyên gia bên ngành địa chất. Họ được mời về cùng làm việc ở trung đoàn vệ binh biên giới
nằm ở bên kia núi Vân Xuyên, nhằm hỗ trợ cho quân đội tại địa bàn này thực hiện một dự án quân sự nào đó. Đây là một dự án hiệp đồng của nhiều đơn vị. Có vẻ như họ định đặt kho vũ khí vào khu vực này. Nhưng do địa hình Ly Sơn phức tạp nên việc nghiên cứu gặp nhiều vướng mắc. Vì thế mà họ phải nhờ tới những người dân địa phương. Tình cờ trong hai người lại có quen biết với cậu Luân trong thời gian cậu ta đi nhập ngũ. Vì thế mà họ tá túc ở nhà cậu Luân. Và hôm nay thì ông Lợi đưa họ tới thăm sư Phúc Hải. Sau là xin hỏi lên thăm sư phụ của sư Phúc Hải. Đó là sư ông Tuệ Nhân, đang tu ở trên núi Xuyên Vân. Một ngọn núi nhánh nằm bên, cũng thuộc về rìa đông của dãy Ly Sơn. Nghe đồn mà sư ông Tuệ Nhân là người am hiểu địa hình của dãy Ly Sơn nhất, vào từ thời còn trước kháng chiến. Từ đó cho tới nay cũng chưa có một ai hay đoàn thể nào đi khảo sát Ly Sơn thêm nữa. Nếu chúng tôi gặp được sư ông để hoàn thành công việc của nhà nước giao cho thì thật là quý hóa. Đỉnh Phúc nói với sư. Còn phía bên kia, cô Châu và các bạn đồng sự, họ là những nhà nghiên cứu về văn hóa, lịch sử đến từ Trung Quốc. Trong số 3 người, có tới 2 người đã có học vị tiến sĩ. Người còn lại thì cũng là trình độ sau đại học. Các lĩnh vực họ nghiên cứu là khảo cổ học, xã hội học. Trong 3 người này có một cô tiến sĩ rất là giỏi. Cô ta đã có được học vị cả tại Pháp và Trung Quốc ở các ngành khảo cổ, sử học, nhân học. Đó chính là tiến sĩ Châu. Cô gái ngồi bên cạnh cậu Duy ở trên xe. Lần này họ tới Việt Nam và đi tới tận đây là để khảo sát về ngọn núi Ly Sơn nổi tiếng. Tất cả những người đó, trừ sư Phúc Hải, đều giật nảy mình kinh ngạc khi biết tới thân phận của những người trong hết sức tri thức và hiện đại này. Họ không phải là chuyên gia tự xưng láo léo như bọn Duy và Định Phúc. Họ đều là những chuyên gia thực sự trong các ngành này và được đào tạo tại các môi trường danh tiếng nhất trên thế giới. Đó là Đại học Paris và Đại học Bắc Kinh. Ông Lợi chỉ biết á khẩu không nói thành lời, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc và thán phục không ngừng đối với những người này. Duy thì có vẻ bàng quan hơn một chút, song cũng không hề cố gắng che giấu đi sự ngạc nhiên xen lẫn tôn trọng đối với họ. Ở Việt Nam có nhiều những nơi đẹp và đáng đi, phù hợp hơn cho việc nghiên cứu khoa học nhiều. Tại sao các vị lại đi tới vùng Ly Sơn này? Đỉnh Phúc hỏi. Cô Châu lịch sự đáp lại bằng chất giọng phổ thông khá chuẩn, hoàn toàn không nhận ra là một người ngoại quốc. Thưa ngài, đây chính là quê nội của tôi ạ. Bố tôi đã được sinh ra trên chính ngôi làng này. Tôi có trách nhiệm phải tìm về nguồn cội. Nói tới đây, một lần nữa tất cả mọi người lại cùng sửng sốt. Thì ra ông nội của cô tiến sĩ là một giáo sư người Pháp, ông Vivan, cũng là cố vấn cho quân đội Đông Dương và là thành viên cấp cao làm việc trong bộ thuộc địa của nước Cộng hòa Pháp. Ông đã tới đây định cư và kết hôn với bà nội của cô Châu trên chính mảnh đất này. Sau cùng thì khi đã có tuổi, ông mất tại đây. Và khi đó bố của cô Châu mới quay trở về Pháp theo chính sách của chính phủ. Có 2 người bạn của ông nội tôi là các sĩ quan Pháp ngày xưa. Họ là các sĩ quan Pháp đã chỉ huy trong địa bàn này và kết thành bằng hữu với ông tôi. Họ mất ở trên Ly Sơn. Sau khi nước Việt Nam khai sinh, các binh đoàn cũng rút lui khỏi đây. Ông tôi lẽ ra cũng phải về theo quân đội, nhưng ông đã chọn ở lại đây để tìm hài cốt của các bạn mình. Và cuối cùng là ông đã mất trên mảnh đất này. Mà hài cốt của những người Pháp trượng nghĩa kia vẫn chưa tìm thấy được. Ông đã viết lại những điều ăn năn dai dứt đó vào một cuốn nhật ký. Và nhiều năm sau này á, chúng tôi mới biết tới và đọc được nó. Bố của tôi rất là bận rộn. Ông cũng là giáo sư tại Viện Hàn Lâm Khoa Học.
Hơn nữa ông cũng không có hứng thú vào việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Còn tôi là cháu của ông, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm cần làm nốt phần việc mà ông nội tôi từng làm dang dở trên mảnh đất này. Vì thế mà tôi rất cầu mong nhận được sự trợ giúp của nhà sư đây, cũng như là các quý ngài đây, nhằm thực hiện việc cao đẹp tìm lại phần hài cốt của những hiệp sĩ đã mất. Hiệp sĩ hả? Người pháp trượng nghĩa sao? Một âm thanh cay độc trích dài ra, cao giọng hằng lên giữa căn phòng. Đó là ông Lợi. Ông ngồi yên nãy giờ và nghe hết câu chuyện. Ông nói: Thứ quân xâm lược đất nước người khác cũng gọi là hiệp sĩ được sao? Lưng có vẻ hơi bối rối trước thái độ đột ngột của bố. Ông Lợi đâu có đi lính ngày nào, sao ông già phản ứng dữ dội vậy? Hai người bạn đi theo cô Châu đều tỏ thái độ không bằng lòng và ném những cái nhìn hằn học về phía ông Lợi. Lưng cũng nhìn lại chúng, nhất là tên đàn ông, rồi nói lớn: Nhìn cái gì? Vẻ hùng hổ và dáng ngựa như con khỉ đột của thằng Lưng có vẻ làm cho những người khách lạ hơi rén. Họ nhìn đi chỗ khác để tránh đụng mắt với nó. Châu và Duy vẫn ngồi im như không. Cô Châu chỉ mất vài giây để nhìn nhận chính xác vấn đề, rồi bình tĩnh cười nói: Chúng tôi hiểu. Trong quá khứ đã có những chuyện không hay, nhưng xin các vị hãy xem, ông của tôi đã để lại những dòng nhật ký ca ngợi quê hương của các bạn. Tôi nghĩ kẻ thù thì không làm như thế. Việc chính trị có lẽ sẽ phức tạp hơn, nhưng xin thưa rằng ông tôi chỉ là một nhà khoa học đơn thuần. Ông yêu cuộc sống và con người nơi đây, nên đã chọn cách ở lại đây và cưới bà tôi, một người Việt Nam. Bản thân tôi có 1/4 dòng máu Pháp và 1/4 dòng máu Việt Nam trong người. Xin hãy xem nè. Thế rồi cô lôi trong cặp ra cuốn nhật ký của ông nội, dở vài trang đầu rồi trình lên trước mặt ông Lợi. Trên cuốn nhật ký bọc da đã sờn cũ, giấy đã hoen vàng, hiện lên trước mắt những người địa phương là một dòng chữ thật to: Nhật ký của Jermaine Vivan ở Việt Nam. Tim Duy bỗng đập thình thịch. Phía sau, ở những trang cuối cùng của cuốn nhật ký này là tấm bản đồ, tấm địa đồ Ly Sơn. Nó đang ở ngay trước mắt. Ông nội của cô gái này, ông ta là ai? Duy hau háu nhìn vào cuốn sổ nhật ký. Cậu vươn tay ra đón lấy nó đầu tiên. Cậu đã liếc thấy cô ta xem địa đồ. Đó là những trang nằm ở cuối cuốn sổ, nên cậu cũng phải gượng lật vài tờ đầu ra cho phải phép. Ngay ở trang đầu tiên, Duy đã ngơ ngác tới mức ngồi im như phỏng. Cảm giác vừa bẽn lẽn vừa ngại ngùng. Bên trong là chữ chép tay bằng tiếng Pháp. Rồi cậu nóng bừng mặt lên, gập thật mạnh cuốn sổ nhật ký lại. Cô đưa chúng tôi đọc thứ này có ý nghĩa gì? Mất vài giây, Châu mới nhận ra mình đã vô cùng bất lịch sự. Những người dân địa phương quê mùa này làm sao có thể đọc tiếng Pháp được chứ? Cô ngượng ngùng xin lại cuốn sổ, rồi quay về phía ông Lợi nói: À, thật ngại quá, tôi đã không để ý tới vấn đề rào cản ngôn ngữ. Nếu có thời gian, tôi sẽ đọc cho các ông nghe những điều mà ông nội tôi viết trong cuốn sổ này. Nhưng ý của tôi chỉ muốn nói, ông tôi đã dành rất nhiều thiện cảm cho Việt Nam, đất nước của các bạn. Và chúng tôi cũng thế. Những điều đó đã được ghi rất rõ trong nhật ký cá nhân của ông tôi. Những điều gì khác là hiểu lầm, xin được bỏ qua cho. Nói rồi cô gái cúi đầu đầy khiêm nhường trước ông Lợi và khẽ liếc mắt nhìn sang Duy với cái nhìn đầy ẩn ý. Duy giật mình thầm nhận ra cô ta không hề quên mất việc bọn họ không biết tiếng Pháp.
Cô ta vốn không có ý định cho bọn người Việt Nam này đọc được nội dung trong cuốn nhật ký quý giá của ông nội. Cô ta chỉ đưa nó ra để thử duy mà thôi. Quả nhiên cậu đã vồ ngay lấy nó như một kẻ ngốc. Cô ta đã biết cậu muốn gì. Cô ta đã nắm được cậu. Là một con cáo già, Duy thầm nhủ. Quả nhiên là một người sắc sảo, người có trình độ tiến sĩ đây sao? Cô ta còn sắc sảo hơn cả Hân và Diễm nè. Nhưng điều đó chỉ là thứ yếu. Điều thực sự quan trọng ở đây là cuốn nhật ký đó có thể ghi chép những gì đó liên quan tới Ly Sơn. Thế nên địa đồ về Ly Sơn mới được vẽ ở những trang cuối. Và ở đây không có ai biết tiếng Pháp. Vậy có nghĩa là nếu có trường hợp lên Ly Sơn mà cần sử dụng tới cuốn sổ nhật ký đó dò đường, thì nhất thiết phải có cô ta phiên dịch. Cũng chưa biết ông nội của cô ta và đám bạn của cô ta có thực sự hữu ích hay không. Nhưng mà họ có địa đồ, và họ đã lặn lội đến tận đây, chắc chắn phải chuẩn bị đến tận răng rồi. Duy không nghĩ những người giàu có này cần tới vàng bạc trên Ly Sơn. Chưa chắc trên đó đã có vàng. Có thể họ đi tìm mộ người chết thật. Nhưng dù là lý do gì, họ đều là những người có trình độ, tuyệt đối không tùy tiện đi xa như thế. Chắc chắn họ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt khác, Duy không thực sự tin tưởng vào khả năng chuẩn bị trước mọi việc của thằng Tú cho lắm. Lần đi sang Trung Quốc suýt chết là quá đủ để chứng minh rồi. Nếu việc gì cũng để thằng bốc đồng đó tự lo liệu sắp xếp thì có mặt ăn cám. Lên Ly Sơn là một việc lớn, không phải ngẫu nhiên mà cả thế kỷ nay không ai dám lên đó. Dù chuẩn bị kỹ cũng chưa chắc đã ăn ai, chứ đừng nói tới hạng như thằng Tú. Có lẽ những kẻ ngoại quốc có ăn có học này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cậu được chăng. Thêm bạn còn hơn là thêm thù. Trước tiên có lẽ cứ bắt chuyện với đám người này rồi làm thân thì tốt hơn là tỏ ra thù địch. Duy tính toán trong đầu xong xuôi thì nhìn lại, chợt cậu giật nảy cả mình. Ông Lợi lộ rõ sự khó chịu ra mặt với đám người lạ, còn thằng Luân thì gầm ghè như thể sắp bổ lên cắn người ta tới nơi. Thôi hỏng, có khi đám nông dân lỗ mãng này làm tổn thương hòa khí cung ninh. Nhưng kể ra thì họ khó chịu cũng đúng thôi. Nhất là thằng Luân, thằng đó vốn tính cách thẳng thắn khí khái. Ba người kia, trừ cô Châu giữ thái độ điềm đạm khiêm nhường ra, còn hai người còn lại, trong bọn chúng có vẻ xem thường bọn Duy ra mặt. Khi Duy lật cuốn nhật ký ra cho vội gấp lại, Duy nhìn thấy cả những ánh nhìn giễu cợt và những nụ cười nửa khóe môi của chúng. Chúng cậy có ăn học và xem thường những người nông dân thất học như bọn cậu. Thật sự là dễ ghét. Chẳng trách sao thằng Luân cứ như thể sắp sùi bọt mép ra tới nơi. Duy đưa mắt ra hiệu, quả nhiên chỉ có Định Phúc là hiểu ý ngay. Ông ta cất giọng bằng cái tiếng khàn khàn của mình. Thế các cụ đây đã có kế hoạch gì cho việc lên Ly Sơn tìm mộ chưa? Tìm mộ người chết đã qua nhiều năm như thế không hề dễ dàng đâu. Cho dù các cô có học về địa chất và khảo cổ thì việc tìm mộ đó cách lý thuyết của các cô còn xa lắm. Trên thực tế, phong thủy mộ mã phức tạp hơn nhiều, nhất là ở Đông Phương. Châu có vẻ quan tâm tới lời này của Định Phúc. Cô nhìn qua là biết ông ta không phải dân làng bình thường. Ông ta có phong thái khác hẳn cha con ông Lợi, là một người có kiến thức. Cô nói, điều ngài dạy rất là phải. Việc khảo cổ là vô cùng khó khăn, tìm và khảo sát mộ lại còn khó khăn hơn nữa. Tôi còn được nghe nói nhiều giai thoại trùng trợn về ngọn núi Ly Sơn này, nên nhất thiết cần phải có người hướng đạo, nghĩa là người dẫn đường. Thường là dân bản địa thì mới có thể lên núi đó được. Do đó kế hoạch của chúng tôi là tìm một người hướng đạo, sau đó xem còn cần tiếp thứ đồ chuẩn bị gì. Chúng tôi sẽ cho người ở Pháp và Trung Quốc chuẩn bị, gửi sang đây cho chúng tôi.
rồi mới lên núi. Tôi đã trình bày điều này một lần rồi. Tôi rất chờ mong có được sự giúp đỡ của người dân địa phương ở đây. Nói đoạn, cô quay mắt nhìn sang ông Lợi. Ông cười to nói: Cô muốn tìm người hướng đạo sao? Không có đâu. Bởi lẽ từ hơn nửa thế kỷ này, người dân trong vùng này làm gì có ai dám đi vào Ly Sơn. Kể cả người địa phương cũng không có ai biết địa hình trong đó như thế nào hết. Thì lấy đâu ra hướng đạo cho cô được? Ông Lợi nói đúng với những gì mà Châu tìm hiểu được, nên cô cũng chẳng lấy làm gì bất ngờ. Cô ung dung nói: Đúng là như thế. Tôi đã thử thăm dò trong làng vài ngày nay rồi. Tôi đi tìm một người hướng đạo, nhưng nhắc tới Ly Sơn á, thì ai cũng vội nói là không biết đường lên. Dù có trả bao nhiêu tiền thì họ cũng kiên quyết không dẫn đường. Thế nên hôm nay tôi phải đánh nhờ tới sự giúp đỡ của nhà sư. Cũng vì nhà sư dẫn chúng tôi gặp thầy Tuệ Nhân để hỏi về chuyện hướng đạo. Ông sư này mà dẫn cô lên được Ly Sơn á hả? Ông ta chỉ biết đọc kinh thôi. Thằng Luân phá lên cười hô hố, nhưng không có ai hùa theo, cho nên nó tự thấy ngượng. Tiếng cười nhỏ dần rồi lại im đi hẳn. Không hiểu sao cái thằng này nó lại ghét nhà sư đến thế. Cứ có cơ hội là nó mở miệng châm biếm không thương tiếc các nhà sư. Sư ông Tuệ Nhân là người duy nhất hiện còn sống sót mà đã từng đi lên Ly Sơn rồi trở về được. Ông ấy không thể dẫn đường, nhưng sẽ cung cấp được nhiều thông tin quý giá giúp cho bọn thằng Duy. Đó cũng là lý do ông Lợi dẫn bọn chúng tới đây để xin gặp. Ông Lợi chợt cảm thấy ái ngại với đám người Trung Quốc này. Chúng nó lấy tin tức từ đâu mà cũng biết đường mò tới đây hỏi thầy Tuệ Nhân. Nhưng chúng nó đời nào mà gặp được thầy Tuệ Nhân. Đã nhiều năm rồi thầy Tuệ Nhân không xuống núi và cũng không tiếp khách lạ. Thầy không gặp ai khác, ngay cả tới đệ tử ruột là sư Phúc Hải cũng không được trực tiếp gặp thầy. Các đồ tiếp phẩm cho thầy đều được đặt trong am rồi thầy ra lấy. Thầy có điều gì truyền ra ngoài cũng đều để lại qua giấy thư. Thầy đã sống tách biệt nhân thế hoàn toàn rồi. Đã rất lâu lắm rồi không còn ai nhìn thấy thầy, nên chúng nó có hỏi cũng mất công mà thôi. Sư Phúc Hải nhìn ông Lợi nói: Ban nãy ông cũng nói muốn dẫn các vị khảo sát nhà nước đây tới gặp thầy tôi, có phải như vậy không? Vậy chắc ông cũng đã biết thầy không tiếp khách chứ? Dạ bạch thầy, con có biết. Nhưng con có thứ này trình thầy xem thử. Nói đoạn ông lôi trong túi áo ra một mẩu giấy ngắn cũ, chỉ bỏ vừa trong bàn tay. Giấy đã nát và hoen ố vàng. Trong giấy ghi: Nếu có người tìm ra đồ mô kim giấu dưới lư hương trong bàn thờ nhà mình, thì đưa cho họ bùa mô kim của ba. Khi đó thầy Tuệ Nhân còn sống, thì con dẫn họ tới gặp thầy, bảo họ cầm bùa mô kim đó theo, tất thầy sẽ tiếp chuyện họ. Duy liếc nhìn thấy ngay, tấm bùa mô kim đó chính là thứ đã bị Định Phúc phát hiện ra tối hôm qua. Nhà sư kia là người thần bí tới độ nào mà sống bao nhiêu năm trời không gặp ai như thế? Và tấm bùa của bọn trộm mộ có uy lực đến cỡ nào mà khiến cho nhà sư phải tiếp chuyện như vậy? Sư Phúc Hải nhìn ngắm xăm xôi lá bùa thật kỹ. Ông lại còn đi vào trong buồng, lấy sổ ghi chép ra để đọc cái gì đó. Hình như là để dò các ký tự trên bùa xem có đúng hay không, rồi mới nói với ông Lợi: Đúng là bùa mô kim, truyền tổ Long, đời thứ 8, nhánh Đại Việt. Trong số các vị, ai là người đi gặp thầy tôi? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Định Phúc hỏi: Chỉ một người thôi sao? Phải, thầy tôi có dặn, đúng bùa này thì chỉ có một người đeo nó mới được gặp. Tôi. Duy đứng dậy nói ngay. Mọi người cũng không ai phản đối. Sư đáp:
Vậy thì tối nay anh ngủ nghỉ lại đây. Sáng ngày mai tôi dẫn anh và cô tiến sĩ đây lên núi gặp thầy. Mọi người cùng im lặng hết cả. Ai nấy cùng hướng nhìn về cô Châu, như thể cô ta là người ngoài hành tinh vậy. Cô Châu gãi đầu cười. Sao mọi người nhìn tôi vậy? Thì tôi đã nói là cũng tới xin gặp sư thầy mà. Tôi cũng có một lá như thế đó. Nói đoạn, cô luồn tay vào trong ngực áo, cũng rút ra một tấm bùa màu đỏ được đeo trên cổ. Trên bùa có hình chiếc đinh xuyên qua quan tài. Đường lên chùa Tuệ Linh phải đi qua núi Xuyên Vân, cũng không được bằng phẳng cho lắm. Lối đi đường mòn, chi chít những bụi cây cỏ rậm rạp. Sư Phúc Hải mặc một bộ đồ lam nhà chùa, đi thoăng thoắt như bay trên con đường mòn mấp mô những sỏi đá. Những cành cây khô gãy vương vãi khắp nơi. Sư đã quen với việc đi lại trên con đường này nhiều lần trong nhiều năm qua. Duy không phải dân đi rừng chuyên nghiệp như thằng Tú, nhưng hồi ở đặc công, cậu cũng trèo đèo lội suối không ít, nên khá tự tin. Ấy thế mà đi một lúc, Duy đã phải hổn hển để đuổi cho kịp vị sư hơn 50 tuổi kia. Mình yếu đến như thế này rồi sao? Cậu thầm nhủ. Lao quệt đi mồ hôi đổ dài trên trán, đang nhiễu xuống cả mắt. Chỉ 2 năm không vận động, cứ ngồi tru trú trong nhà làm cho thể trạng cậu kém đi rất nhiều so với hồi trước. Những cây già cổ thụ che khuất đi ánh sáng mặt trời, các con chim lạ bay lởn vởn trên những ngọn cây cao, cất ra vô vàn các loại âm thanh kỳ quặc. Duy cũng không am hiểu về rừng và chim chóc, nên cũng chẳng biết là cây gì, chim gì. Cậu chỉ có dự đoán rằng khu rừng này có lẽ vẫn còn là bán nguyên sinh, bởi các cây trên đường đi hầu như đều là cây cổ thụ. Điều làm cho Duy ngạc nhiên đó là cô Châu. Cô tiến sĩ cũng đi thoăn thoắt. Cô đi ở sau cùng của 3 người, không hề than mệt mỏi và cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào. Thi thoảng Duy ngoái lại đằng sau xem cô ta có còn theo được hay không, hay sợ ngồi nghỉ mệt lại ở lâu, lần nào cậu cũng quay lại và cũng thấy cô đang ở ngay sau lưng mình, nhoẻn miệng cười. Duy chợt hiểu ra, về nguyên tắc đi rừng thì người đi đầu và đi cuối sẽ là người khỏe nhất. Cô ta xung phong đi cuối đoàn, có nghĩa là khá tự tin về sức khỏe của mình. Duy bất ngờ bởi người con gái trông có vẻ liễu yếu đào tơ này lại có một sức bền tốt đến như thế. Có lẽ do cô ta nghiên cứu bên ngành khảo cổ nên hay phải đi lại nhiều, từ đó mà dẻo dai chăng. Đi được hơn 1 tiếng, Duy giơ tay lên nói: "Thưa thầy, ta nghỉ một chút nha." Sư Phúc Hải quay lại, thấy Duy đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa cả mặt, bèn nhoẻn cười rồi ngồi lại. Châu cũng rút trong ba lô ra tấm áo bạc loại rất mỏng màu trắng, chọn một chỗ bằng phẳng trải xuống rồi cùng ngồi vào đó. Ấy chà, cô ta còn đeo cả một cái ba lô cồng kềnh như những kẻ thám hiểm rừng chuyên nghiệp. Trong khi đó, Duy chẳng mang gì ngoài một cái túi con nhỏ. Chênh lệch về thể lực của 2 người quả thật cách xa. Tuy nói là người ngoại quốc, nhưng cô ta cũng lai tới 3/4 là người Á Châu rồi. Trông cũng chẳng phải lực lưỡng to lớn gì cho cam. Trong cô ta cũng mỏng manh thôi mà khỏe ghê thật. Có lẽ do ăn đồ Tây từ nhỏ chăng? Kể chi hơn có được chỉ 1/10 sức khỏe của cô ta lúc bây giờ thì tốt biết mấy. Sư Phúc Hải đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên má, đặt cái giỏ làng đựng đồ ăn tiếp tế xuống đất, cười mà nói: "Cậu có đúng là sĩ quan quân đội hay không mà sao yếu xịu vậy? Còn thua cả người già, phụ nữ nữa."
núi Vân Xuyên này còn dễ đi à. Chứ nếu thể lực như thế kia, làm sao đi Ly Sơn nổi. Duy tặc lưỡi không đáp. Cậu không thể tin nổi hai năm qua luyện cổ thuật và chỉ giam mình trong nhà kính làm cho cơ thể cậu bệ rạc như thế này. Hoàn toàn không thể thích nghi kịp với nhịp vận động thông thường. Vẫn còn thời gian, có khi làm công tác chuẩn bị phải vài tháng nữa mới lên núi được. Có lẽ từ ngày mai phải luyện tập thể lực lại như hồi ở trong quân đội. Để vượt rừng, thể lực là điều bắt buộc. Lúc này trời đã vào buổi sáng, đã cuối thu, nên tuy có nắng nhưng cũng chẳng gắt lắm. Ba người cùng nghỉ mát dưới một gốc cây lớn. Chỉ ngồi vài phút, họ lập tức không còn thấy nóng nực trong người nữa, mà thay vào đó lại còn cảm giác hơi se lạnh khi mồ hôi đã ráo bớt. Bây giờ sư Phúc Hải nói: "Hiện trên núi đang có khách viếng thầy tôi. Không biết khách có ở lâu hay không, nhưng mà đã được 4 hôm rồi chưa thấy xuống núi. Đó là người tôn quý. Các anh chị có hỏi gì về việc Ly Sơn là việc gấp, nhưng mà cũng phải để sau, chớ làm kinh động nghe." Cả Duy và Châu cùng ngớ người ra. Hiện đang có khách trên núi mà sao thầy chẳng nói sớm cho họ biết. Duy lấy làm ngạc nhiên, nhìn sư Phúc Hải đầy nghi ngờ dò xét. Trong đầu đã bắt đầu hơi lung lay vì tính huyền bí của lời dặn. Phải là người có bùa mô kim phái Tam Nguyên đời thứ 8 mới được gặp ta. Vậy ra cũng đâu có gì ghê gớm cho lắm. Cái lá bùa mô kim ấy mà. Rõ ràng miệng nói ai có bùa thì mới có thể gặp sư ông. Ấy thế mà cậu thấy ai cũng có là như thế nào? Cô gái này cũng có một cái, rồi lại còn một vị khách nào kia nữa cũng phải có thì mới được gặp. Rồi ông sư đệ tử này cũng có. Như thế thì cũng nhan nhản cho còn gì. Thế mà ông cụ thân sinh nhà ông Lợi giấu giếm tận góc bàn thờ hàng mấy chục năm trời, liền xem như của báo gia truyền. Còn dặn lao bát hương tỉa chân nhang cũng không được đụng vô. Xem ra ông Lợi bị ông cụ làm ra vẻ thần bí lòe bịp rồi. Chứ tấm bùa này có cái gì đâu mà quý như thế. Ngược lại, cô Châu điềm tĩnh giữ thái độ như không. Có vẻ như cô ta không quá quan tâm tới chuyện đó. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng gặp được sư ông trên núi kia để hỏi thêm về đường đi lối lại trên Ly Sơn, rồi xin ông ta chỉ cho một người dẫn đường. Sau đó là cô ta hành động. Còn lại tất cả những chuyện mê tín dị đoan, huyền huyễn xung quanh cái xứ đầy rẫy những chuyện khó hiểu lạ kỳ này, không làm cô ta bận tâm nhiều. Có khách hay là không có khách, trời đời sống ông thầy lạ lùng như thế nào, tất cả đều không làm cho cô ta để mắt. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng được việc của mình, là làm tròn di nguyện của ông nội, tìm cho được hài cốt hoặc là bia mộ gì đó của cái tài sĩ quan người Pháp chết từ đời tám quánh nào rồi kia. Khác với vẻ bên ngoài giả vờ giả vịt là một người ngoại quốc thân thiện và tò mò về quê cha đất tổ, rõ ràng cô ta che đậy một sự chán ngán ở bên trong. Rõ ràng cô ta phát chán với đất nước và con người Việt Nam, những người mà cô ta từng gặp qua từ khi đặt chân tới đây. Duy đã cảm nhận được ánh mắt khinh khi của đám bạn đường với cô ta trong khi cậu nhập thiền ngay trên chuyến xe đó. Và cô ta, dù không bày tỏ giống như các bạn của mình, nhưng cũng chẳng thể nào che giấu được khỏi cặp mắt quan sát trong trạng thái thiền của Duy lúc đó. Một vẻ ngột ngạt và khó chịu rõ ràng đối với nếp sống và sự ồn ào của người Việt Nam. Có lẽ cô ta muốn nhanh chóng xong việc để còn về Pháp sớm lắm đây. Duy lại sực nhớ ra về trạng thái nhập thiền đó. Ở đây không phải đang có một nhà sư hay sao? Hỏi thẳng luôn ông ta là xong. Chùa Tuệ Linh này chẳng tu theo pháp môn thiền tông đó là gì? Duy toan cất tiếng hỏi thì Châu đã lại lên tiếng hỏi trước, làm cho cậu tạm ngừng tiếng. Người khách tôn quý đó là người như thế nào mà có thể không cần bùa mô kim cũng lên được núi vậy?
Sư đáp, vẻ mặt của ông có vẻ vui mừng và tự hào. Duy thấy đôi mắt ông sáng lên thấy rõ. Người đó nổi tiếng trong giáo hội của nước chúng tôi, là nhân tài có căn cơ cao, là đệ tử được Đức Bồ Tát Phổ Hiền ấn chứng tái sinh. Người đó đi tới đâu đều được người người yêu mến cảm thán. Tới nơi núi non này thăm thầy chúng tôi thật là vinh hạnh lớn lao. Có thể nói người đó là hóa thân của ánh sáng thiện lành tươi rọi nhân gian, là biểu tượng của sự từ bi và sự nhân nhượng trong chúng sinh về việc hóa giải hận thù. Sư nói hưu nói vượng gì đó nữa, nhưng nào có lọt lỗ tai của Duy đâu. Cậu đâu có quan tâm gì tới cái người nào đó. Làm gì mà hóa thân của ánh sáng thiện lành, làm gì mà tưới trội nhân gian. Tia mắt của ông sư này sáng rõ lên ở đây, cũng hệt như tia mắt trực trở của mấy con mộc nhân cổ thuật mỗi khi chúng ngợi ca về Sukhothai. Những kẻ mộ đạo này việc gì cũng được họ thần thánh hóa lên quá đổi. Không hiểu sao cô gái kia tự nhiên hỏi tới làm gì không biết. Cậu mong cho sư nói nhanh hết lời đi, để còn tiếp tục lên đường. Cái gì mà ấn chứng tái sinh? Cậu tin vào sự huyền diệu của Đạo Phật. Bản thân cậu cũng đang muốn tìm hiểu về thiền. Nhưng không phải là cậu tin vào hết những câu chuyện hoang đường tới mức trở nên lố lăng được nhân gian đồn thổi trong Phật giáo. Cậu chỉ muốn được giải đáp về tình trạng thiền lạ mà cậu đã thâm nhập được một vài lần trước đây mà thôi. Nghe sư này nói như thế, cậu nghĩ có lẽ không nên hỏi ông ta nữa. Ông ta không thể giải đáp các câu hỏi cho cậu được. Ông ta không phải người có thể làm điều đó. Cậu quyết định nén câu hỏi của mình lại tới khi gặp sư phụ của ông ta. Cậu sẽ hỏi thẳng ông sư cố đó cho rồi, mai ra còn có được câu trả lời. Nhưng mà khoan, hình như cậu vừa nghe thấy cô ta hỏi cái gì đó. Không có bùa. Té ra không phải vị khách đó cũng có bùa, mà là vị khách đó lên thăm ông sư mà không cần bùa mô kim vẫn được. Vì sao vậy? Mà quái lạ hơn nữa là từ nãy tới giờ, kể từ khi sư Phúc Hải cho biết về vị khách, ông ta hoàn toàn không nói tới vị khách đó không có bùa. Do đâu cô gái này lại biết và hỏi như thế? Người đó là bậc thượng căn rồi, chắc có cách nào đó vượt được thuật đặt trong bùa để gặp thầy tôi thuận lợi. Tôi cũng không biết nữa. Cô Châu gật đầu im lặng, rồi họ cùng ra hiệu cho Duy bắt đầu tiến lên phía trước trước khi trời về buổi trưa. Có lẽ sau giờ trai giới vào 9-12 giờ trưa, sư ông sẽ đi nghỉ. Họ không thể được tiếp chuyện nữa, mà lại phải đợi tới chiều mới xong. Duy vội vàng lật đật đi theo hai người, trong đầu lại có thêm một câu hỏi mới. Thuật đặt trong bùa sao? Từ qua tới giờ, Duy vẫn nghĩ rằng do sư ông này thích bắt chước theo lối người cao nhân ngày xưa, xa lánh thế tục, và quy định rằng chỉ một số người đẳng cấp cao có được bùa do ông ta ban hành hoặc là quy ước thì mới có thể gặp được. Nhưng nghe họ nói thế, cậu lại phải bắt đầu suy nghĩ lại. Hay là trong bùa có thứ thuật gì đó mới khiến cho nhà sư có hứng thú gặp những người đeo bùa? Thế cũng có vẻ không thật đúng lắm. Hay vì một nguyên nhân gì đó, như kiểu kỷ niệm cũ, mà ông ta chỉ chấp nhận các hàng đệ tử trong môn phái Mô Kim có bùa này gặp mình. Duy càng lúc càng rối rắm, chẳng hiểu ra sao cả. Cậu lôi lá bùa đeo trên ngực ra, nhìn chằm chằm vào chiếc đinh đóng vào hình quan tài trên bùa, trong lòng suy tư vô cùng. Xem ra thế giới của những người đào mộ phức tạp hơn cậu hình dung nhiều. Thằng Tú vẫn còn là đứa chủ quan giản đơn. Sự chuẩn bị của nó có lẽ là chưa gì hết so với những gì cần chuẩn bị để lên được Ly Sơn. Nói trắng ra là nó chẳng biết cái cốc khô gì về việc đào mộ cả. Tất cả những gì nó có
chỉ là sự tự tin vào tài phong thủy được ông già quá cố dạy cho mà thôi. Ông già đã học được thuật phong thủy từ tổ Vu Sơn, nên nó tin rằng thứ thuật phong thủy tuyệt diệu mà nó biết chính là thứ thuật có thể dùng để đối trị lại sự hiểm độc của mộ khố Vu Sơn được. Ngoài ra nó vẫn chưa tìm hiểu được gì hết. Nhưng sự thật rõ ràng là không phải như thế. Có nhiều điều khác lẫn khuất sau đó. Duy có thể tự tin mà nói rằng về thuật phong thủy, Định Phúc không hề kém ông già, thậm chí còn vượt trội hơn ông già là đằng khác, chứ đừng nói gì tới thằng Tú. Vậy mà ông ta vẫn cực kỳ cẩn thận, chứ không có nông nổi như thằng Tú đâu. Ông ta thậm chí còn chưa tự mình đi lên Ly Sơn thị sát lấy một lần. Tất cả việc thị sát của ông ta khi Tú còn ở đây, cho tới khi hắn đi khỏi, đều chỉ tiến hành dưới chân núi và các ngọn núi con vành đai mà thôi. Nếu Ly Sơn chỉ thực sự là nơi mà người nắm giữ được thuật phong thủy có thể lên được, thì trong suốt bao nhiêu thế kỷ qua, nó đã được khai phá rồi. Bọn thầy phù thủy kiêm thầy địa lý như Định Phúc thì có nhan nhãn, chúng đâu có kiêng nể gì mà chưa lên núi đãi vàng. Phải còn một điều gì đó khác nữa, lớn lao lắm, nguy hiểm lắm. Nó phải là có liên quan tới đào mộ, bên cạnh thuật xem đất thông thường. Phải còn liên quan tới việc của phường trộm mộ nè. Duy từ từ khẽ nâng lá bùa lên một lần nữa, xuyên qua lòng bàn tay. Cậu thấy lá bùa như thể khẽ cử động. Chiếc đinh được vẽ trên bùa cứ như thể rung rinh trên tay cậu, như muốn nói: đúng thế đó, đúng thế rồi cậu nhóc, thông minh lắm, ta biết hết các bí mật, biết hết. Được rồi, dù sao cũng đã tới đây, không cần phải đoán già đoán non làm gì nữa. Bí mật về các lá bùa mô kim sẽ được làm sáng tỏ qua lão sư già trên đỉnh núi này. Rồi cậu sẽ được biết vào 50 năm về trước, kẻ từng đi sâu vào Ly Sơn đã gặp chuyện gì tới mức bỏ lại một cánh tay. Trên Ly Sơn thực sự có cái gì? Chỉ có một điều mà Duy vẫn đang băn khoăn, đó là cô gái tên Châu Kim. Cô ta từ nhỏ đã ở ngoại quốc, rõ ràng chẳng thể nào có một lá bùa quan trọng như thế của một phái huyền nhân Đông Phương được. Đây không phải là loại bùa có thể truyền đi, rao bán tùy tiện, cũng có thể đưa cho một người ngoại môn tùy tiện cầm vào. Vậy thì ông nội của cô ta chắc chắn có liên quan gì đó tới ngọn núi này, hoặc là liên quan tới người từng đi lên Ly Sơn 50 năm trước, ông Lý. Khốn thật, cái lão Lợi là một lão ngu ngốc, không được việc gì. Cha lão là một kẻ đáng gờm như thế, mà lão là con, sống cùng trong nhà từ nhỏ, cũng không quan sát tìm hiểu được gì. Duy lầm rầm chửi thầm trong miệng, nhưng hụt cả hơi, vì vừa mở mồm ra, cậu đã thấy Châu quay lại nhìn mình, thúc giục: đi nhanh lên, đồ yếu ớt. Trời đã vào trưa rồi, lẽ ra không khí đã phải ấm hơn, nhưng bọn họ lại thấy có vẻ như lạnh đi. Đó là vì không khí ở trên đỉnh núi lạnh hơn ở dưới chân núi. Kể cả là vào tầm trưa, sự lạnh lẽo của sương mai buổi sớm vẫn chưa tan biến hẳn trên đỉnh Xuyên Vân này. Nhà sư dừng chân, Châu và Duy cũng dừng lại bên cạnh. Họ đều hướng nhìn về phía trước, nơi được gọi là Xuyên Vân Am. Cả hai chẳng khỏi ngơ ngác khi không nhìn thấy một cái am nào hết. Thứ duy nhất họ thấy là một cái bàn đá chông chênh giữa đỉnh núi. Xung quanh là một bãi vắng đã được dọn cây đi. Am Xuyên Vân đây sao? Duy hướng mắt nhìn cái bàn đá to cỡ 2 mét vuông đặt ở giữa khoảng núi thoải, trộm cỏ xanh và các cây dại. Xung quanh bàn hoàn toàn chẳng có cái ghế nào, chỉ có độc nhất một cái gốc cây to bự cỡ hai người ôm đặt ở mé trái của bàn, có thể làm ghế ngồi được. Trên bàn đá cũng không hề có ly chén hay bất kỳ một thứ gì khác. Đó là nơi tôi hay đặt thực phẩm, cứ hai ngày một lần,
tôi mang thực phẩm lên đặt ở đó. Thầy tôi sẽ ra lấy. Dùng xong hết thầy sẽ đặt lại các thứ vào chiếc bàn đó. Ra là vậy. Nó không phải là bàn tiếp khách. À thì cũng đúng. Ông sư Tuệ Nhân đâu có tiếp khách bao giờ. Thì ra đây chỉ là một cái bàn đá để thực phẩm mà thôi. Am Xuyên Vân là tên các đệ tử ở dưới chùa đặt trên này. Thật ra trên này không có am. Thầy tôi nghỉ trong một hốc núi đá. Các anh chị gọi đó là am cũng được. Nếu được phép của thầy tôi, lát nữa tôi dẫn các anh chị vào am đó xem. Cũng phải gần 10 năm rồi, tôi chỉ dừng lại ở bàn đá này, không có đi vào am đó. Thế rồi sư Phúc Hải men theo lối mòn, vạt cây ra mà đi về phía trước. Hốc đá mà sư ông ở cách đó chỉ độ 50 mét thôi. Từ xa xa, Duy và Châu đã nhìn thấy cái hốc đá đó. Nó được tạo ra do việc hai hòn đá khổng lồ kê lệch vào nhau một cách tự nhiên, dựa theo một cái núi đá nhỏ trên đỉnh Xuyên Vân mà thành, không phải là hang do con người xẻ đá mà đào. Chúng ta cũng cùng đi theo thôi. Có bùa ở đây á, thì kiểu gì chẳng được tiếp đón. Việc gì phải chờ nữa. Tôi tưởng người Pháp văn minh lắm kìa mà. Khi tới thăm viếng thì ở bên ngoài gọi, được cho vào thì mới đi vào, chẳng phải thấy sao? Duy điềm nhiên nói, đồng thời cậu quay đi chỗ khác. Một phần để cho lời nói đó có vẻ như chỉ là vô tình, một phần để tránh không nhìn vào khuôn mặt lúng túng của vị tiến sĩ trẻ đang đỏ bừng lên vì ngượng sau lưng cậu. Trong lòng Duy bỗng thấy hả hê vô cùng. Cô cứ chê người Việt Nam này nọ nữa đi, cái thứ đồ kiêu ngạo đáng ghét. Đột nhiên, trong túi mà Duy đeo theo vang lên những tiếng nói quá đổi thân quen, mà kể từ khi vào chùa cho tới giờ cậu luôn thấy im bặt. Nè cậu Duy, hãy để chúng tôi ở đây, cậu hãy tự vào trong đó mà gặp sư ông. Duy nhận ra đó là tiếng của Ấn Mộc Nhân. Xin lỗi các ông, đã rời khỏi chùa mà tôi quên không để các ông tự do đi lại. Bây giờ các ông có thể cùng tôi đi vào am đó nghe câu chuyện. Dù gì cũng là cái chuyện thôi mà. Lão sư trong hốc núi kia đã già rồi, không còn nhãn lực nữa. Đây không phải là chùa, gọi là am nhưng mà thật ra chỉ là cái hang đá thôi. Các ông không cần kiêng lo như vào nơi chính điện Như Lai đâu. Không phải thế đâu, cậu không biết đó, chứ ở trong am đó có ba khí tỏa ra mạnh hơn dưới chùa ban nãy nhiều. Nếu tiếp tục tiến lên thì các mộc nhân sẽ bị lộ. Do đó chúng tôi bảo cậu để chúng tôi lại đây và tự đi vào đi. Duy giật mình nhìn đăm đăm về phía cái am xa. Duy thấy bóng của sư Phúc Hải đã dừng trước cửa hốc đá. Ông ta cúi người hướng vào trong, chắp tay và miệng thì cử động cái gì đó. Có lẽ ông đang thỉnh ý sư ông, người đang khuất bên trong hốc đá, mà tại vị trí của Duy thì chưa thể nào quan sát được. Có hình mộc nhân ở đây hay không? Hình mộc nhân đang ở đây, nhưng không thể tiến thêm được nữa. Duy nghe thế thì như sét đánh ngang tai. Hình mộc nhân đã cùng cậu vượt qua được đôi mắt của Huyền Y, nhưng giờ đây nó lại nói là không thể tiến thêm được nữa, từ khoảng cách 50 mét sau. Trong cái hang đó là thứ quỷ quái gì thế? Duy ngồi xuống, lôi trong túi đeo bên người ra một chiếc khuyên tai có hình con người gỗ gắn trên đó. Cậu lại lôi ra một cái túi gắm bọc vải. Bên trong không gì xa lạ, chính là các con hình nhân khác cùng đặt tất cả khuất sau một bụi cây. Châu chăm chú nhìn theo cậu với vẻ tò mò. Anh bỏ đi cái gì vậy? Không có gì đâu, chút đồ cá nhân, để đây lát tôi lấy sau. Thế rồi hai người họ cùng đứng lên,
Ngay khi đó thì sư Phúc Hải cũng đã quay về gần tới chỗ họ. Tôi đã trình ra hai lá bùa. Thầy tôi đồng ý cho các anh chị vào trong am. Ta cùng đi thôi. Hai người bước đi theo sư. Tới gần sát với cửa hang thì dừng lại. Hang quả nhiên được hình thành một cách hoàn toàn tự nhiên, từ việc các tảng đá lớn chồng lên nhau để lộ ra các khoảng khe hẹp. Nó cũng không phải là hang, mà chỉ đơn giản là một cái lỗ có thể tích lớn, đủ để ở, do các phiến đá chồng nhấp nhô mà thành. Ở bên ngoài chỗ chồng đó chính là cửa đi vào am. Họ có thể nhìn thấy các phên liếp bằng tranh phủ lên đoạn cửa này. Có lẽ là để khi mưa gió sẽ hạ được xuống, nhằm tránh cho nước mưa tạt hắt vào trong am. Nhìn trong thì có vẻ khá nguy hiểm, bởi các phiến đá ở trên đó có thể sập xuống, làm sập hang. Nhưng trên thực tế, kết cấu của nó đã được định vị cả trăm ngàn năm rồi, và trải qua rất nhiều cơn bão lớn cùng sự khắc nghiệt của thiên tai. Kết cấu này không thể sập được nữa, trừ khi có động đất. Nhưng nơi này thì chẳng có động đất bao giờ. Quả là một vị trí lý tưởng cho các bậc trưởng giả ẩn cư. Ngoài hai tấm phên liếp tranh, không hề có một bảng biểu tiêu ngữ nào hết. Hoàn toàn đây chỉ là nơi để người trú, không phải để cho việc cúng bái hay viếng thăm, đúng với nghĩa đen của từ ẩn cư thuật sĩ. Duy trong lòng thầm thán phục. Rồi chợt đập vào mắt cậu ở bên phải, cậu thấy có một bài vị màu đen tuyền trên các ba chữ nổi màu trắng. Bài vị đó bằng gỗ, không hiểu như thế nào đột nhiên cậu cảm thấy gai hết cả người. Ớn lạnh chạy dọc theo hai sống lưng của cậu, lạnh buốt tới cả chân tay. Tấm bài vị được đặt ngay trên nền đất, chứ không trên bất kỳ một cái bục bậc hay một phiến đá nào khác cả. Và phía trước nó vẫn còn đang cắm một cây hương đang cháy dở. Duy ngây người ra, cứ nhìn chăm chăm bài vị đó, rồi hỏi sư Phúc Hải. Bài vị ai kia? Sư cũng lúng túng không biết phải nói sao, thì cô Châu đã nói. Ba chữ ghi trên đó là Thiên Phu Nhân. Ai thế? Duy nhìn sư khó hiểu. Thấy mặt sư khi nhắc tới ba chữ trên bài vị này thì có vẻ hơi tái đi. Cái này là đồ của vị khách, không phải của thầy tôi. Cái bài vị này có quỷ thần trong đó, các cô cậu đừng có nhìn vào nó. Sư nói với một vẻ nghiêm túc cực kỳ, khiến cho hai người trẻ không khỏi chột dạ. Bản thân cô Châu là người làm khoa học, cô mê thích lịch sử, nhưng không tin tưởng vào các thuyết dị đoan của Đông Phương cho lắm. Do đó cô chỉ mất vài giây để trấn tĩnh lại, trong lòng thầm bật cười trước vẻ hốt hoảng của nhà sư và vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của anh thanh niên. Rồi cả ba người họ cùng gạt phần phên liếp ra cho ánh sáng rọi thêm rõ vào, và bắt đầu đi vào trong am. Đúng như Duy dự đoán, trong am chật lắm. Độ lớn của cái am vào cỡ 15 mét vuông, mà khá là thấp, chỉ cao hơn đầu người đang quỳ thẳng một tí, cỡ chừng chưa tới 2 mét. Nếu mà đứng là sẽ đụng đầu vào vách am. Am cũng không bằng phẳng, mà nghiêng và siêu vẹo theo kết cấu của đá, thành một hình thang kỳ cục lồi lõm. Trong am hoàn toàn không có vật chất gì đáng kể, chiếu được trải dọc xuyên cả nền am. Phần chăn màn của sư ông có lẽ nằm ở trong góc am, nơi mà ánh sáng không xuyên tới nếu ở bên ngoài, và phải khom người bò vào nữa thì mới thấy được. Có một bàn thờ Phật rất nhỏ đặt ở bên trái am, tính từ phía hai tấm phên liếp nhìn vào. Trên bàn thờ Phật đó chỉ có đọc một bức tượng Phật Tổ Như Lai. Tiếp đó là ba bát hương được đặt ở trước tượng. Ngoài ra cũng không còn có một cái gì khác, kể cả bình hoa cũng không có luôn. Một bàn thờ Phật cực kỳ giản lược và được đặt chỉ cách mặt đất của am cỡ hơn 1 mét, tức là lưng chừng am một tí.
trong am cũng không có lấy dù là một cái bàn uống nước, cũng không có một món quà bánh nào. Có một cái gáo dừa ở góc phải của am, một cái bát ô tô màu xanh, một đôi đũa tre. Đó là tất cả đồ sinh hoạt của vị thiền sư già nọ. Cũng không có bàn kinh hay bàn kệ, cũng chẳng có sách vở hay cụ đạo tọa thiền, không có chuông mỏ khánh. Một hai bộ quần áo có thể được xếp cùng với chăn màn ở góc trong của am rồi, hoặc là đang được phơi ở bên ngoài trời. Thật khó có thể tin nổi tại sao một người lại sinh hoạt ăn ở được chỉ với ngần ấy đồ dùng, năm này qua năm khác. Hay có lẽ là phải còn một nơi nào ở, hoặc là để đồ dùng chăng. Duy thật không thể hình dung nổi có người sống được trong môi trường thiếu thốn đến như thế này. Ở nơi giữa am có một nhà sư đang nằm nghiêng mình. Một bên tai của ông áp lên bàn tay đang chống xuống đất, ánh mắt hướng về phía người đối diện. Trước mặt ông là một cái cốc dừa và một siêu nước vẫn còn đang bốc khói. Đối diện với ông là một người thanh niên đang trong tư thế quỳ. Anh ta trạc tuổi 25-26, chắc cũng chỉ trẻ ngang tuổi của Duy. Mi thanh mục tú, khuôn mặt của anh ta như tự tượng tạc ra, long lanh và bừng sáng ngay giữa cái am tối tăm, tranh tối tranh sáng. Từ chút ánh sáng chiếu ở bên ngoài xuyên qua khoảng trống của hai tấm phên líp mà gạt ra. Anh ta quỳ, lưng rất thẳng, hai tay bưng cẩn thận cái cốc dừa đang bốc khói ở vị trí ngang bụng, hết sức cung kính. Khi có khách vào, sư ông khẽ nghiêng người một chút, hướng mắt nhìn những người đang khom hết cả lưng cả đầu để đi được vào am. Còn người thanh niên trẻ, anh ta không hề cử động, thậm chí còn không buồn đảo đầu để nhìn những người mới bước vào. Bạch sư phụ, hai người ấy đã tới đây. Chàng trai là người được ông Lợi tiến cử, còn cô gái chính là cháu gái của ngài Vi Văn. Hãy ngồi xuống. Cả Duy, Châu và sư Phúc Hải đều chọn cho mình một vị trí ngồi né né ở bên, sao cho không che đi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vào trong am. Đó là nguồn sáng duy nhất giúp nhìn rõ được cả năm người đang ở trong am khi đó. Nhà sư từ từ chuyển mình ngồi dậy, rồi ra hiệu cho sư Phúc Hải cái gì đó. Sư liền đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ để lấy thêm cốc dừa hoặc là nước trà cho khách. Lúc này Duy mới có dịp nhìn thật kỹ hơn nữa. Nhà sư này đã ngoài 90 rồi, vậy mà ông vẫn ngồi thật là thẳng. Ông cao và thẳng lưng. Cho dù là người khá gầy bởi lối sống thiểu dục và chắc cũng đã ốm yếu nhiều, nhưng trong ông vẫn còn khá minh mẫn. Còn người thanh niên ngồi đối diện với sư, anh ta trước sau vẫn chẳng nói một lời, và tia nhìn của anh ta không hề rời khỏi chiếc cốc dừa đang đặt ở trên ngang bụng. Chưa ai dám mở lời trước. Sau vài phút, quả nhiên sư Phúc Hải quay lại với ba cái cốc dừa. Nhà sư rót nước từ cái siêu ra cốc dừa, trà bốc lên nghi ngút, bày trà cho khách rồi ngồi yên nghe chỉ dạy. Lúc bấy giờ, chàng trai kia mới nói: Thưa Thái sư phụ, thật muốn ngồi với Thái sư phụ ngày qua ngày, năm qua năm. Nhưng xem ra nếu con nấn ná ở đây, chẳng tiện cho quý khách thập phương đi lại. Vậy... Sư khoát tay ôn tồn cười nói: Diệu thiện chớ nóng ruột làm gì? Chẳng phải còn muốn nghe nốt hồi kết trên ly sơn hay sao? Diệu thiện à, những người này đến đây cũng để nghe về các việc đó. Con hãy ở lại cùng nghe cho xong, rồi hãy ra đi. Ta sẽ cho Phúc Hải đi cùng với con, dẫn đường con, báo tin nốt cho các chú bác. Như ta xem thì đại trí chắc phải sang năm mới đi được, không vội đâu. Lại nói các con mộc nhân ở dưới bụi cây
thì nhao nhao lên. Chúng tôi muốn đi theo cậu Duy vào xem lão hòa thượng đó mặt mũi như thế nào. Ông ta ăn thịt chúng ta chăng? Sao hình mộc nhân lại trung sợ đến thế? Đó là tiếng của con Ấn Mộc Nhân. Con Chi Mộc Nhân nói: Phải đó, sợ gì đứa nào đâu, chỉ là một lão sư già. Cậu Duy thừa sức dẹp được ngay. Hình Mộc Nhân cũng biết sợ nhà Phật kìa sao? Hình Mộc Nhân đáp: Các người im cả đi. Ta có thể cảm thấy. Người thấy gì không, Vương Mộc Nhân? Tự nhiên hai hàm răng gỗ so le của nó đánh vào nhau nghe cách cách. Còn Vương Mộc Nhân cũng lập tức kêu lên: Có cái gì đó đang tới. Nó chỉ vừa mới dứt lời thì đã có một luồng hơi cực kỳ lạnh lẽo, không biết từ đâu đã phả thẳng tới vào chỗ bụi cây, nơi đám Mộc Nhân cổ thái còn đang co cụm sau khi bị bỏ lại. Bọn chúng cảm giác cây trên đầu bị rẽ ra, rồi có một đợt gió thốc thẳng xuống đầu chúng theo chiều từ trên xuống. Một lưỡi kiếm lóe lên trên vạt cây, trắng muốt, phát ra một màu sáng lấp lánh và bốc lên một luồng hơi lạnh lùng ảm đạm. Một chất thép lạnh đặt ngay vào cổ con Ấn Mộc Nhân. Rồi một thanh điệu nghe trong vút, vừa ngọt ngào vừa ghê rợn vang lên bên tai bọn chúng: Lũ khốn này từ đâu tới đây mà cứ kêu lạch cạch điếc hết cả tai vậy? Chúng bay không ngậm mồm lại được chăng? Bọn Mộc Nhân im thinh thích, cùng ngước cái đầu gỗ được chạm khắc các con mắt cổ thuật huyền bí của chúng lên. Đó là một người con gái xinh đẹp tới tuyệt trần, mi thanh mục tú, hai gò má cao cao, làn da trắng như bóc, đôi mắt ngời sáng giữa tận không, mái tóc dài đen phủ tới gần chân. Cô ta mặc đồ nữ cổ trang, tay cầm thanh kiếm trắng, trên kiếm nổi hằn lên năm chữ: Tuyết Thanh Huyền Nhân Kiếm. Ấn Mộc Nhân nhận ra ngay là một hồn ma. Nó kêu lên tức thì đầy tức tối: Hỗn sực, con quỷ cái này ở đâu ra? Mày có biết mẹ tao là ai hay không? Mày có nhanh hạ kiếm xuống hay không hả? Thứ ma quỷ yêu nghiệt đất phương Nam mà lại dám kệ kiếm lên cổ thần vật của sư phụ. Tiếng còn chưa dứt, một nhát kiếm đã lìa ngang. Cái đầu gỗ của con hình nhân lăn lông lóc trên nền đất. Chữ ấn giữa trán hình nhân sáng vụt lên trong khoảnh khắc rồi tan biến. Các Mộc Nhân rụng rời im bặt đi. Hình Mộc Nhân nhận ra ngay lập tức, chính con quỷ cái này phát ra bá khí mà nó cảm nhận được ở cửa hang ban nãy. Nó liền niệm chú làm ẩn đi khí tức cực kỳ hung hãn đang chớm bùng lên của con Vương Mộc Nhân. Chữ vương trên trán con này dần đổi thành chữ kim khí, lập tức tan đi. Am nhà chùa quái gì mà lại đi thờ một hồn ma như thế này? Hay nó lẩn vẩn ở đây làm hộ pháp cho nhà chùa? Hay nhà sư không thể trục được nó nên đành để kệ? Mặt xác không cần biết có chuyện gì, nhưng rõ ràng ngay ở đây lúc này không có người huyền nhân dẫn thuật thì tất cả Mộc Nhân cộng lại cũng chỉ là đồ bỏ, không phải là đối thủ của con ma nữ này. Không biết nó gốc gác như thế nào, nhưng chỉ một kiếm mà chém rơi được đầu của Mộc Nhân cổ thuật thì không phải vừa. Hình Mộc Nhân lên tiếng: Xin thứ lỗi mạo phạm, chúng tôi ở xa đến hỏi đường, ai ngờ đến ngay am động của tiên cô, chúng tôi xin đi ngay. Chúng bay cứ kêu lạch cạch ồn ào quá nên câm ngay lại. Dạ, xin nghe lời. Chúng bay từ xa đến là từ chỗ nào? Chúng tôi bên nước Thái Hoa. Định hỏi đường đi đâu? Định hỏi đường lên Ly Sơn. Người nữ nhíu mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: Đám người vừa đi vào hang kia có ai cùng bọn với chúng bay hay không? Không có.
Chúng tôi toan vào hỏi đường thì thấy có mấy người vào, nên chúng tôi đứng ngoài này xếp hàng chờ, lỡ ồn miệng quá. Trong am đang có cao nhân trò chuyện, chúng bay đều là vong thần, không nên vào đó, nên cút cho mau. Hình Mộc Nhân cúi đầu y lễ ngay, đoạn cầm lấy tay Vương Mộc Nhân ra hiệu. Con Mộc Nhân hiểu ý, liền niệm chú trăm răng. Chữ Vương biến đổi dần thành chữ Địa, toan cùng hai con Mộc Nhân kia lặn xuống đất đi mất. Chợt người nữ lên tiếng, làm cho chúng cùng run bắn. Khoan đi, chúng bay đến từ nước Thái, vậy có biết đến Y Khan Klum không? Ba con Mộc Nhân giật nảy mình. Chi Mộc Nhân và Vương Mộc Nhân cùng hướng nhìn Hình Mộc Nhân. Nó đáp: ở nước Thái, ai mà không biết tới Y Khan của Sukhothai. Xin hỏi có chuyện gì? Không có gì, cho chúng bay đi. Vương Địa Mộc Nhân nghe thế vội niệm chú. Ba con Mộc Nhân cùng chìm xuống đất mất hút, lặn một mạch xuống chân núi, không dám ngoái lại. Người nữ đuổi được bọn vong thần đi rồi, liền từ từ bay ngược lại về am, tan nhập vào chiếc bài vị có khắc ba chữ Thiên Phu Nhân được đặt ở ngay trước am. Quý thính giả vừa nghe xong tập 23 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 24. Chúc quý thính giả một ngày an lành.